Jika chúng em đang có mặt ở Thái Bình để bàn giao cấu hình combo. Các bạn có thể nhìn phía sau đây là những cặp loa VK938 với đẩy X22 và mic VK321. Ngày hôm nay thì trong ngày chương trình ngày 10 tháng 10, chúng em có tổ chức buổi live stream và đã chốt cái đơn hàng may mắn ngày hôm nay. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh khách hàng ở Thái Bình. Hiện tại đơn thì em kia chưa quên mất tên, nhưng mà đang trên cung đường sắp tới nơi, chỉ còn vài cây nữa là đến nơi thôi. Chúng em sẽ có những cái đoạn video nối tiếp vào trong cái chương trình đi lắp đặt bàn giao cấu hình combo này. We'll be right back.